Kính mời các bạn xem bản tin Lựa chọn sai lầm thể chế, Đảng dắt dân tới thiên đường mù. Thể chế cộng sản, độc đảng, độc tài, toàn trị chỉ còn ở Việt Nam, Trung Quốc, Bắc Hàn và Cuba. Đương nhiên, cách làm chính trị hoàn toàn khác biệt so với thế giới. Luật sư Ngô Ngọc Trai đã đưa ra bình luận về chủ đề Người Việt lệch pha với thế giới về quan niệm chính trị được đăng trên trang của đài BBC tại London với nội dung như sau. Đảng Cộng sản Việt Nam đang chuẩn bị tiến tới Đại hội Đảng lần thứ 13. Đây là lúc diễn ra nhiều thông tin sự kiện chính trị và khi xem xét kỹ thì thấy nhiều quan niệm chính trị của người Việt Nam đang lệch pha so với thế giới. Đây là hình ảnh các lãnh đạo đảng, nhà nước và các đại biểu biểu quyết thông qua chương trình hội nghị Trung ương lần thứ 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam vừa diễn ra. Lâu nay, nhiều người giữ lối nhận thức rằng những người hoạt động chính trị phải có tầm cỡ ghê gớm lắm, phải có tài chính mạnh và các mối quan hệ và truyền thông, gia đình, chính trị lâu đời. Hoặc nhiều người nhìn vào các vị lãnh đạo chính trị qua cương vị họ đang nắm giữ, để rồi hoảng hốt vì bộ máy nhân sự hàng nghìn hàng vạn người, để rồi thấy mình như bé bỏng, khó có thể nào đạt được tầm cỡ như vậy, nên đã bỏ đi ước mơ làm chính trị. Luật sư cũng cho biết, ngược lại, đó với tôi rằng hoạt động chính trị đơn thuần là một khuynh hướng, khả năng của mỗi người. Nó không khác bao nhiêu so với những người có ham thích với môn chơi chim, nuôi cá cảnh hoặc vẽ tranh. Một người có trình độ học thức, có năng khiếu diễn giải, thuyết phục, quen làm việc và tiếp xúc với các vấn đề chính trị, xã hội, thì hoàn toàn có thể được vun đắp, đào tạo, trở thành một nhà chính trị. Hoạt động chính trị theo đó cũng có thể được xem là một lĩnh vực ngành nghề trong giới xã hội. Nếu như đời sống chính trị dân chủ có nhiều đảng phái và tổ chức hội đoàn độc lập, thì đó sẽ là những ngôi trường đào tạo, tạo nên các nhà hoạt động chính trị. Thông qua các sinh hoạt vận động, một người sẽ sớm được đào tạo kỹ năng chính trị và trưởng thành. Bởi vậy, ở nhiều nước trên thế giới có dàn lãnh đạo chính trị khá trẻ, có khi chỉ mới 30-40 tuổi. Còn nếu thực tế, chỉ có duy nhất một đảng phái chính trị như ở Việt Nam thì đương nhiên sẽ làm hạn chế đi số người có cơ hội được tham gia vào môi trường đào tạo để có thể trở thành nhà lãnh đạo chính trị của đất nước. Đây là hình ảnh Ủy viên Bộ Chính trị và Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng báo cáo nội dung kỳ họp. Và cũng do thiếu những sinh hoạt có tính chất đào tạo khiến mất nhiều thời gian hơn mới cho ra được một lãnh đạo chính trị. Nhiều nước cho thấy với cơ chế dân chủ và sinh hoạt chính trị phong phú, những người chỉ với hai bàn tay trắng hoặc có rất ít những điều kiện về tiềm lực kinh tế hay quan hệ gia đình, chỉ với năng lực và tố chất bẩm sinh thì họ vẫn có thể trở thành chính trị. Tổng thống Barack Obama là một ví dụ. Bố ông là một người Kenya, mẹ là nhân viên ngành ngoại giao cấp thấp. Ông Obama từng sống ở Indonesia, nơi người bố dưỡng thứ hai mang quốc tịch, và rồi sống ở Hawaii với ông bà ngoại. Ông Obama chỉ bằng nỗ lực tự học và cơ chế đa đảng dân chủ mà được vun đắp trở thành lãnh đạo chính trị. Bằng tài năng nhãn quan chính trị của mình, ông thấy rằng nước Mỹ nên có các chính sách đường lối phát triển như thế nào. Ông đã thuyết phục được người Mỹ vì điều đó và họ bầu ông làm tổng thống. Hoặc như tổng thống Bill Clinton của nước Mỹ trước đó, bố ông mất sớm, mẹ là một y bác sĩ, ông cũng qua trường học luật mà nên, không có tiềm lực gia đình tài chính hay quan hệ gì đặc biệt. Hay như thủ tướng Nhật Suga mới đây là con một nông dân cũng nhờ quá trình tự học và làm việc mà trưởng thành. Như thế, không như nhiều người Việt nghĩ, với cơ chế dân chủ thì tiềm lực kinh tế hay thân thế sự nghiệp gia đình cũng tốt, nhưng đó không phải là yếu tố quyết định cho một người có trở thành lãnh đạo chính trị hay không. Nhiều người Việt Nam nghĩ rằng lãnh đạo chính trị là người nắm quyền sinh và sát, có thể ban phát bổng lộc cho thân thuộc. Đây là hình ảnh chiếc áo vest trong 428 bộ com lê giá tới 6 triệu đồng một bộ may tặng đại biểu dự đại hội đảng tỉnh Tuyên Quang với yêu cầu có chất lượng cashmere tại Ý, nguyên phụ liệu là cúc áo, khóa quần, chỉ may nhập của Đức, chất liệu vải lót trong của Nhật. Trong khi ở nhiều nước, người hoạt động chính trị phụ thuộc vào luật pháp, họ không nắm giữ quyền lực sinh hay sát, hay ban phát bổng lộc. Người làm hoạt động chính trị dựa chủ yếu vào những lý lẽ để biện giải các sự vật và sự việc, có phương hướng tầm nhìn dẫn dắt công chúng. Người hoạt động chính trị dựa chủ yếu vào lương tri và kiến thức, một khả năng nhất định về sự thuyết phục nữa. Và qua bầu chọn mà thành người giữ cương vị lãnh đạo, hết nhiệm kỳ lại trở về với chỉ hai bàn tay. Bên cạnh những người hoạt động chính trị thì họ có bộ máy chính quyền hay bộ máy hành chính, bao gồm các công chức được ký hợp đồng trả lương. Lãnh đạo chính trị không có quyền hành bao nhiêu với bộ máy hành chính.
Tổng thống Mỹ Donald Trump chỉ có quyền với bộ máy chính phủ bao gồm các bộ trưởng và do ông đảng của ông lựa chọn. Ông chẳng có quyền gì với một nhân viên hành chính trong các phòng ban ở các quận hay thành phố. Tựu chung, bộ máy chính trị của Việt Nam phản ánh phần nào tầm mức nhận thức của dân chúng. Nhiều quan niệm chính trị của Việt Nam lệch pha so với thế giới. Luật sư Ngô Ngọc Trai đã kết luận như vậy. Và các bình luận mong Đảng Cộng sản Việt Nam dân chủ hóa, thậm chí đa đảng. Đây là hình ảnh các lãnh đạo Việt Nam tại một kỳ họp Quốc hội. Một nhà phân tích chính trị ở Hà Nội cho rằng chính sách dân sự của Đảng Cộng sản Việt Nam hiện vẫn là một người, một nhóm người từ cấp huyện, tỉnh đến trung ương có quyền sắp đặt. Nhà nghiên cứu Lê Văn Sinh, cựu giảng viên khoa lịch sử, Đại học Khoa học và Xã hội Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội nói như vậy với đài BBC vào hôm 29 tháng 9. Tôi thấy rằng qua các biện tượng đơn cử, trong đó các quyết định người này làm bí thư đảng ủy ở thành phố Bắc Ninh, người kia làm phó bí thư thành ủy Hà Nội v.v. trước Đại hội Đảng 13 cho ta thấy rằng chính sách nhân sự của Đảng Cộng sản Việt Nam là một người, một nhóm người từ cấp huyện, tỉnh đến trung ương có quyền sắp đặt các chức vụ lãnh đạo đảng và chính quyền của đảng. Điều này tất dẫn đến việc bầu bán hội trường chỉ là hình thức. Ta không thấy có ít nhất hai ứng viên bí thư huyện ủy hay tỉnh ủy tranh cử ở các đại hội đảng đã diễn ra. Vì thế, ông Sinh cho rằng cách thức tuyển chọn nhân sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam không có gì khác các kỳ đại hội đảng trước đây. Theo ông, để chống nạn chạy chức, chạy quyền, chạy cơ cấu, Đảng Cộng sản Việt Nam không thể giữ nguyên cách làm cũ như hiện nay. Chỉ có dân chủ hóa việc bầu chọn người lãnh đạo bằng các ứng viên tranh cử tự do. Các đảng viên được quyền bầu chọn người lãnh đạo của mình thì công việc xây dựng đảng và quản trị xã hội mới tốt đẹp, thoát khỏi sự tha hóa đang hủy hoại sự nghiệp của đảng này. Trong khi đó, nói từ góc độ của người dân ở Sài Gòn, blogger Sương Quỳnh đã nói với đài BBC rằng bà mong đảng phải chấp nhận và để cho chế độ đa đảng xuất hiện, tồn tại để các đảng phái chính trị cạnh tranh công khai, công bằng. Và xem đảng nào có những quyết sách tốt nhất, được ủng hộ nhất đưa đến đất nước phát triển và bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ, cũng như ai phục vụ nhân dân tốt nhất và được nhân dân tín nhiệm giao phó trọng trách điều hành việc nước. Bà Sương Quỳnh đã chia sẻ như vậy. Đây là hình ảnh hai ứng cử viên Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump và Biden đang tranh giành sự ủng hộ của dân Mỹ để có thể chính thức nắm quyền lãnh đạo hành pháp. Chia sẻ nhận định này, nhà bất đồng chính phuyến Nguyễn Vũ Bình, nguyên là biên tập viên tạp chí Cộng sản của Đảng Cộng sản Việt Nam, nói với đài BBC như sau. Tôi thấy bằng cách làm nhân sự của Đảng Cộng sản Việt Nam hiện nay không có sự cạnh tranh công khai, minh bạch. Tất cả các quy định, thủ tục lựa chọn nhân sự chỉ có hợp thức hóa qua việc lựa chọn người theo phe cánh, quan hệ và việc mua bán chức tước như tiêu cực, hối lộ, đút lót. Đó là cách lựa chọn nhân sự được chính các đảng viên và nhân dân đúc kết như sau. Thứ nhất, hậu duệ. Thứ nhì, quan hệ. Thứ ba, tiền tệ. Thứ tư, trí tuệ. Trong khi đó cũng có những sự cạnh tranh nhưng là cạnh tranh ngầm giữa các phe cánh. Tóm lại, phải thực hiện cạnh tranh công bằng và công khai, minh bạch quá trình lựa chọn, ứng cử và bầu cử. Ông Nguyễn Vũ Bình đã khẳng định như vậy. Khi được hỏi liệu Đảng Cộng sản đang cầm quyền ở Việt Nam có điều gì cần phải suy nghĩ, xem xét lại và cần thay đổi hay không, có cần cải tổ hay không, các ý kiến đã nói như sau. Ông Lê Văn Sinh nghiêng về mô hình phát triển xã hội của Nhật Bản, Hàn Quốc hay Đài Loan. Ông nói, muốn giữ vững độc lập và chủ quyền quốc gia, Việt Nam không thể học Trung Hoa Cộng sản. Học họ thì cũng lắm chỉ trở thành học trò dù xuất sắc mấy mà thôi. Đó là cách tốt nhất và duy nhất để thoát Trung. Ông bày tỏ, theo tôi, đảng có giữ được quyền lãnh đạo đất nước hay không, tùy thuộc vào các chính sách của đảng có coi dân là thế lực thù địch hay không, có để chấn nạn tham nhũng, tước đoạt hay thâu tóm đất đai của người dân, tạo ra một tầng lớp dân oan ngày càng đông đảo nữa hay không. Ông Nguyễn Vũ Bình đã tán đồng như sau. Theo tôi, tất cả cần thay đổi, tự thay đổi để phù hợp với các diễn biến của tình hình mới. Và việc mở rộng không gian tự do cho người dân cần thực hiện ngay, sau đó là các bước đi chuyển hóa dần dần sang thể chế dân chủ. Đây là sự lựa chọn thực tế cho Đảng Cộng sản Việt Nam và nhà cầm quyền tại Hà Nội. Đây là hình ảnh một đại hội đảng bộ cấp xã với trang khí hoa loè loẹt. Về kỳ đại hội 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam, khi được hỏi liệu có kỳ vọng trông đợi hay lời khuyên nào cho chính quyền và đảng cầm quyền hay không, các nhà quan sát đã nêu ra quan điểm như sau. Ông Lê Văn Sinh nói rằng không hy vọng gì mấy. Cung cách chuẩn bị nhân sự và đường lối xây dựng xã hội không thay đổi. Vẫn là kiên trì xây dựng kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa. Vẫn coi học thuyết xây dựng xã hội chủ nghĩa của Lenin làm nền tảng tư tưởng lý luận thì đừng mong một sự thay đổi
tốt đẹp. Tuy nhiên, tôi hy vọng trong tương lai gần sẽ xuất hiện một nhà lãnh đạo mới cấp tiến, dám từ bỏ những giáo điều tệ hại, kìm hãm sự phát triển của đất nước Việt Nam. Bà Sương Quỳnh cũng bi quan nói như sau: thực lòng tôi cũng chẳng kỳ vọng gì cả, vì ai lên nắm quyền nếu vẫn giữ nguyên con đường tiến lên chủ nghĩa xã hội mà như chính ông Tổng Bí Thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã nói rằng chẳng biết đến hết cuối thế kỷ này có tới được hay chưa, mà vận mệnh đất nước cũng như sự phát triển bị đưa ra theo một con đường mù mờ như thế thì có hy vọng gì. Cho nên tôi thấy nếu còn giữ tư duy lãnh đạo tới tận tay của Đảng Cộng sản Việt Nam thì họ chỉ làm đất nước này ngày càng lụn bại mà thôi. Ông Nguyễn Vũ Bình lại có nhận định lạc quan hơn như sau: kỳ họp đại hội lần thứ 13 này sẽ thực hiện sau cuộc bầu cử ở Mỹ. Cuộc bầu cử sẽ quyết định tình hình chính trị thế giới và khu vực. Cuộc đối đầu giữa Mỹ và Trung Quốc sẽ gay gắt tới mức một mất một còn nếu ông Donald Trump tái trúng cử. Trong trường hợp đó, các diễn biến tiếp theo sẽ không thể lường trước được. Nếu không có cuộc đối đầu Mỹ và Trung Quốc hoặc kết quả của bầu cử ông Biden trúng cử, thì không có hy vọng và trông đợi gì ở đại hội lần này. Ngược lại, có thể có những thay đổi trong đại hội nếu như ông Donald Trump tiếp tục tái cử. Hoặc dù không có thay đổi trong đại hội 13, thì tình hình của Việt Nam cũng sẽ phải thay đổi, bởi Việt Nam nhiều khả năng sẽ không còn lựa chọn Trung Quốc là đồng minh nữa. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .d ngày hôm nay Chủ nhật ngày 11 tháng 10 năm 2020 với bản tin Lựa chọn sai lầm thể chế, Đảng dắt dân tới thiên đường mù. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và đừng bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .d để thường xuyên cập nhật được những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .de.